Tổng thống Joe Biden đối mặt với cơn bão giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được coi là cơn bão lớn chờ đợi Tổng thống Joe Biden khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục sụt giảm. Chúng tôi đã mở rộng căng lên 365 mét. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19 tháng 4 đã phát biểu tại cảng Portsmouth, bang New Hampshire, ca ngợi những cải thiện về cơ sở hạ tầng gần đây tại khu vực này. Chúng tôi đã hoàn thành dự án giúp tàu bè giờ đây ra vào cảng dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Bài phát biểu của ông Joe Biden là một phần trong chuyến đi khắp các bang Mỹ để nhằm khuấy động lại chương trình nghị sự trong nước sau nhiều tuần tập trung vào ứng phó cuộc khủng hoảng Ukraine. Lịch trình của ông thì khá dày đặc tới Bắc Carolina tuần trước, New Hampshire ngày 19 tháng 4, Oregon ngày 21 tháng 4, Seattle ngày 22 tháng 4. Giới quan sát đánh giá đây là nỗ lực của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ nhằm chuẩn bị cho một cơn bão chính trị có thể xảy ra trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng là sẽ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện.